Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với những công việc hàng ngày liên quan đến việc chăn nuôi và chăm sóc chó Bạch Dĩa Đức của trại chó Công Phan. Thì hôm nay là cuối tuần và cũng là ngày nghỉ chủ nhật đó, thì em cũng xin chúc cho mọi người sẽ có những phút giây thư giãn và nghỉ ngơi bên gia đình cũng như người thân của mình thật vui vẻ để chuẩn bị năng lượng cho một tuần mới. Thì sáng nay thì ba anh em cũng vừa mới kết thúc xong cái công việc buổi sáng thôi. Thì ngay lúc này cũng đang rảnh rỗi, thì vừa mấy hôm trước thì cũng có một chú này là em cũng là người cũng rất là thích và đam mê nuôi chó Bạch Dĩa Đức của bố ấy. Thì chú ấy cũng có gọi điện đến là bảo là cái sản phẩm mà chú chó cái của chú ấy đem qua bên nhà bên này kết duyên cùng với Thi Lô, thì bữa nay nó đã được hơn một tháng, thì chú ấy bảo là lúc nào bố con rảnh thì sắp xếp thời gian qua bên đấy để xem và đánh giá cái sản phẩm của Thi Lô nó như thế nào. Thì hôm nay tiện lúc bây giờ mấy anh em cũng đang rảnh rỗi thì em và Công Phi sẽ đi qua bên nhà chú ấy và xem thử cái bầy chó Bạch Dĩa của chú ấy nó như thế nào, nó có đẹp hay không. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi xem cái hậu duệ của Thi Lô nó có đẹp hay không nhé mọi người. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi nhé. Ok mọi người, đây là hậu duệ của Thi Lô cùng một chú ấy tên là Minh, thì đã đem chó đến nhà mình phối, thì bữa nay là sản phẩm nó ra rồi. Thì ba con này nó được một tháng 5 ngày tuổi rồi đấy. Thì hôm nay anh em mình sang đây để review cái video cho mọi người thấy được cái sản phẩm của Thi Lô là như thế nào, rất là chất lượng đấy, nhìn rất là dễ thương. Ba con đực luôn nhá mọi người. Thừa hưởng được rất nhiều là những cái ưu điểm tốt của bố đây. Này lớn lên là giống bố Y Đúc luôn. Dạ. Dạ bụng rất là đẹp. Màu mạng chân tay thì khỏi chê luôn. Đá chê thì chị ba con được rất là đẹp. Chủ nhân đây. Thank you.
cái chỗ chè. Như cái con đang chuẩn bị đẻ ra con đang đẹp bằng con này. Con này là con Camacho. Mẹ. Mẹ nó con Camacho. Bn Bn bố mua không biết đâu rồi. Đấy là ông bà rồi. Ông bà ngoại. Ok, và vừa rồi hai anh em mình đã sang bên nhà chú Minh xem ba em đực hậu duệ của Thilo. Thì thật sự là nhìn nó rất là thích. Một phần là do chó mẹ nó đẻ không được nhiều, thì cái nguồn sữa của nó dồi dào, và với cái kinh nghiệm của chú ấy thì chú ấy chăm sóc rất là tốt. Thành thử là nhìn ba chú chó đực đấy nhìn rất là đã. Ok, thì cái video ngày hôm nay em chỉ muốn chia sẻ với mọi người như vậy thôi. Thì bây giờ em cũng xin kết thúc video và mong rằng mọi người sẽ thích video này và mọi người sẽ đăng ký cũng như là chia sẻ video này giúp cho kênh của em với. Ok, hẹn gặp lại mọi người.